Chào mừng các bạn đến với Khéo Tay Hay Làm. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đan một cái khăn choàng tam giác cách điệu từ một kiểu hoa văn mà mình rất rất là thích. Đó là loại này đây, corner to corner, bên cạnh 3 mẫu đan nhỏ được đan bằng móc kép đơn. Tuy nhiên, lần này sẽ được đan bằng kiểu lỗ cách điệu bằng bông len, rất là đẹp, phù hợp cho mùa xuân và cũng rất đơn giản và nhanh để đan từ một cuộn len duy nhất đó nha. Và chi tiết loại len nào mình sử dụng, loại kim đan nào và kỹ thuật đan ra sao, mình sẽ hướng dẫn ngay sau đây cho các bạn biết nhé. Thì bắt đầu đây, chúng ta có cuộn len Holy Husky. Thì trong cuộn len này có tông màu be cực kỳ đẹp, nó nằm ở ngay giữa đây nha. Thì mình sẽ lấy phần ở giữa ra cho các bạn xem nè. Mình sẽ bắt đầu với tông màu sáng ở trong này và từ từ ra ngoài sẽ có màu đậm hơn. Mình sẽ lấy phần giữa ra ngoài nha. Đây, toàn bộ thành phần là bằng bông nè. Trong một cuộn len thì sẽ có một lần chuyển đổi màu và nó phù hợp với kim đan loại số 6 tới 7, thì mình sẽ sử dụng kim đan cơ bản của mình đây là số 6. Mã màu chúng ta là số 38, khá giống với màu của quả cà tím. 100g và 200m và chất liệu bằng bông, thế nên là cuộn len cực kỳ nhẹ luôn. Rồi ok, ở đây mình đã lấy phần ở giữa ra rồi đây, thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên mình sẽ móc ở đây 6 mũi bính. Mình sẽ chuẩn bị len ở trên bàn tay của chúng ta nha. Và bắt đầu thôi nè, 6 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Và chúng ta cách ra 3 móc cho chiều cao. Móc 1 mũi ở móc số 4 và móc 1 móc kép đơn. Vòng sợi qua kim lần nữa. Móc vào. Móc kép đơn. Và lần nữa móc qua và đan móc kép đơn. Đây, mình hoàn thành xong mẫu đan nhỏ đầu tiên rồi đây. Thì sau khi đã làm xong mẫu đan nhỏ rồi thì mình sẽ tiếp tục đan 6 mũi bính nha. Đan 6 mũi bính xong thì chúng ta sẽ lật ngược lại. Sau đó chúng ta đan ngược xuống, bỏ qua 3 mũi bính. Xong móc xuống ngay chỗ này. Lại là mũi kép đơn. Và tiếp tục đan ở mũi bính tiếp theo, một mũi kép đơn. Và ở đây, ngay mũi cuối cùng. Và thế là mình cũng đã hoàn thành mẫu đan nhỏ tiếp theo rồi đây. Mình phải gỡ mấy sợi len này ra, nó bị cuốn vào nhau hết rồi nè. Và giờ thì mình sẽ làm cho hai mẫu này cố định lại với nhau nha. Ở đây thì mình có chuỗi mũi bính nè, từ đầu 3 mũi. Ở ngay đó thì mình sẽ đan vào một chuỗi ở ngay chỗ đó nữa. Rồi, và thế là mình đã làm cho hai mẫu đan liên kết lại với nhau rồi đây. Thì sau đó mình sẽ đan 3 mũi lên cho chiều cao. Và rồi đan ở đây, quanh chỗ mũi bính thêm 3 móc kép đơn nữa. Làm rất là nhanh và đơn giản. Thế là chúng ta đã có hai mẫu đan ở hàng thứ hai rồi nè. Hàng tiếp theo cũng tiếp tục với chuỗi 6 mũi bính. Cứ tương tự như thế đối với mỗi hàng thì mình đã bật mí như thế rồi nha. Chúng ta đan 6 mũi bính xong rồi lật ngược lại. Sau đó đan ngược kim lại về 2 3 Và thế là mình đã đan được thêm 3 móc kép đơn vào rồi đó. Ở đây thì mình sẽ đan một chuỗi xung quanh nha. Bây giờ sẽ đến phần khác biệt so với hàng trước nè. Mình sẽ đan 6 mũi bính. Sau đó mình sẽ đặt ở đây giống như là cái vòng cung vậy đó, cong qua cái chỗ lỗ này và đan vào đây thêm một mũi dời. Đan ở vòng ngoài này đây để có thể bao quanh được chuỗi mũi bính. Lại tiếp tục 3 móc kép đơn, 3 mũi bính cho chiều cao và rồi 3 móc kép đơn. Các bạn có thể nhìn thấy nó ra trông như thế này đây.
thì mình có ở đây mẫu đan nhỏ và sau đó mình sẽ có hai mẫu đan ở hàng thứ hai. Và đối với hàng thứ ba thì mình sẽ có ở phía ngoài 3 mũi bính và 3 mũi mẫu kép đơn, và ở giữa thì có một đường cong bắt ngang qua như thế này đây. Sau đó thì chúng ta lại tiếp tục đan 6 mũi bính để bắt đầu. Đan xong 6 mũi bính thì lật ngược lại và tiếp tục đan ngược lại. 1 2 3 3 mũi kép đơn và ở đây lại đan một mũi dời. Giờ thì mình có một cái mũi dời ở đây, ngay chỗ đây. Và giờ thì sẽ đan vòng quanh chỗ đó 3 mũi kép đơn. Hàng này sẽ được đan mà không có lỗ trống, trông như thế này đây. Mình sẽ làm hàng này kín lại luôn và rồi đan tiếp tục so le như thế. Tiếp đó thì mình sẽ đan xung quanh chỗ mũi bính này một mũi dời và 3 mũi bính cho chiều cao. Và sau đó thì đan tiếp xung quanh chỗ nửa chuỗi mũi bính thứ hai 3 mũi kép đơn. Mình lại có một mẫu đan nữa nè, nhưng mà ở dưới thì nó lại có một cái chỗ mở. Mình đan vào thêm mũi dời, 3 mũi bính và 3 mũi kép đơn. Sau đó thì mình chỉnh lại chỗ này một chút. Rồi mình sẽ cho các bạn thấy cái hàng thứ tư nha. Rồi vậy là mình đã đan xong được 4 mẫu đan nhỏ rồi đây. Hai mẫu nằm ở ngoài, ở đây thì nằm xung quanh chuỗi mũi bính. Còn có chỗ ở giữa này thì là đan bắt qua vòng cung. Và chính vì như thế mình đã đan ra được một lỗ trống ở ngay giữa đây. Rồi bây giờ tiếp theo thì mình cũng sẽ đan 6 mũi bính giống như một hàng bình thường chúng ta hay có. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì ở hàng này mình lại tiếp tục đan một vòng cung mũi bính. Giờ làm khung cho cái lỗ trống đó nha. Ở đây đan qua một lần, rồi bắt đầu với vòng cung. Mình sẽ làm cho nó liên kết với nhau bằng một mũi dời. Và bởi vì nó cũng đang dần to lên rồi thì mình sẽ đan hai lỗ trống ở hàng này và đan chúng lại ở đây với nhau. Và thế là các bạn đã bắt qua được hai lần rồi đó. Và một lần nữa nha. 1 2 3 4 5 6. Một lần nữa, cố định lại. 1 2 3 và đang ở bên ngoài đây. 1 2 3, 3 mũi kép đơn. Mình sẽ kéo thêm liên ra một chút nha, vì liên nó hơi ngắn. Mình sẽ kéo thêm ở phía giữa ra. Và các bạn có thể nhìn đây thì mình đã đang ở hàng thứ 5 này 2 mẫu đan và 3 vòng cung, tổng cộng là 5 khi mà tính gộp chung lại 2 và 3 nhé. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục với hàng thứ 6. Ở đó thì mình sẽ đan xung quanh vòng cung này và mình sẽ có 3 cái lỗ trống ở phía dưới, nằm dưới ở chỗ hàng thứ 5 của chúng ta.
Ok, mình đã đang xong hàng thứ 6 rồi đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì chúng ta có thể đếm hàng thế này, hoặc là tất nhiên cũng có thể đếm ở những cái đỉnh. Thì dần dần thì cũng bắt đầu xuất hiện cái sự đổi màu rồi đây nè. Thì mọi người có thể thấy là không phải 100% là màu trắng nữa. Thì mình có ở đây, nằm dưới chỗ đan này là ba cái lỗ trống. Và mình sẽ tiếp tục đan thêm một tí nữa nha. Thì căn bản là mình sẽ cứ đan so le nối tiếp nhau như thế. Như là hàng tiếp theo sẽ tiếp tục đan những cái vòng cung. Thì cái đan này rất là nhanh. Và các chuỗi mũi bính với kim đan loại số 6. Và hàng tiếp theo đó sẽ đan lên tiếp với những cái mẫu đan như thế này đây. Nó sẽ hình thành những cái lỗ trống xinh xắn như các bạn đã thấy. Thì đan rất nhanh và kỹ thuật đan mũi bính các bạn có thể thấy. Đây, chúng ta sẽ tiếp tục và cái màu sẽ đổ ra như thế này. Và như thế, những màu ở bên ngoài đây. Tổng cộng chiều dài là 250m đó nha mấy bạn. Thì các bạn thân mến, thì mình đã đan thêm được một vài hàng nữa rồi. Và các bạn có thể thấy là những cái lỗ trống này rất là đẹp luôn. Thì nó luôn luôn hay phiên giữa những cái lỗ là những cái mẫu đan nè. Đặc biệt ở đây khi mà các bạn đan lên tới phía trên này thì nhìn những lỗ trống nó sẽ càng đẹp. Và tổng thể thì nhìn rất là phù hợp với cái khăn đan mùa xuân của chúng ta. Thì ở trên này có nó hơi giãn ra một xíu nào, nhưng mà nhìn ở dưới đây thì họa tiết cực kỳ đẹp luôn. Và đây là một kiểu đan tốn rất là ít len nè. Thì khăn choàng chúng ta sẽ nặng chỉ khoảng 100g, một kích cỡ siêu đẹp đúng không nào. Thì các bạn thân mến, như đã nói thì trong chốc lát thì khăn choàng của mình cũng đã hoàn thành rồi đây. Thì mình sẽ may cái phần cuối này lại nè. Mình có làm hơi dư ra một chút thì mình sẽ phải cắt nó đi. Thì đơn giản hơn là mình có thể kéo cái sợi len này ra hết luôn nè. Cái vòng kéo kéo to ra, mình sẽ kéo dài nó ra, kéo dài ra hết luôn để rút cái đường đan, đường len này lại. Và phần phía bên này thì cũng đã hoàn thành rồi. Và mình cũng sẽ may lại ở ngay chỗ bên này đây. Đúng rồi, giống như phần kết thúc của chúng ta vậy đó. Và hãy cùng nhìn lại sự chuyển đổi màu tuy đẹp này nè. Thì tất cả được hòa quyện vào với nhau, nhìn rất là đẹp mắt. Một kiểu hoa văn to và đan cũng rất nhanh nữa. Các bạn đặc biệt có thể làm trong trường hợp có ít len nè, vẫn có thể đan được một cái khăn choàng tam giác khá là to để có gì đó choàng quanh cổ cho ấm nha. Ở đây thì các bạn có thể thấy những cái đỉnh khác nhau và những cái tông màu tím rất là đẹp luôn. Thì mình rất vui vì các bạn đã coi kênh Khéo Tay Hay Làm ngày hôm nay. Mong là các bạn thích video của mình. Nếu các bạn muốn xem các sản phẩm khác nữa thì bấm theo dõi kênh của mình để nhận thông báo mỗi khi có video mới nhé. Hãy nhấn thích video này của mình và chia sẻ cho bạn bè cùng coi chung nữa nha. Đừng quên ghé thăm kênh của mình ở dưới phần mô tả video nhé. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại lần sau.